người đang cần tìm cho mình một mẫu váy mà vừa có thể mặc đi tiệc, vừa mặc đi làm được thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái mẫu váy Phương đang mặc trên người của Melia. Đây là một mẫu váy với chất liệu taffeta cao cấp, mặc lên thì siêu lên form luôn, mọi người thấy không? Cực kỳ xinh, và đặc biệt là với màu xanh cổ vịt, một cái màu mà rất là tôn da cho các chị em thì cũng khiến cho các chị em mê mẩn ngay từ khi mà nhìn thấy em nó. Điểm nhấn của mẫu váy này thì chính là phần trước ngực đây. Mọi người thấy là phần hoa được thiết kế 3D thủ công ở ngay trước ngực sẽ khiến cho cái phần thân trên của chúng ta vô cùng nổi bật và nhìn như một đóa hoa hồng. Phần cổ thì được thiết kế dáng cổ vuông, khoe phần xương quai xanh của chúng ta. Phần tay thì được thiết kế phần tay với chất liệu khác đi, sẽ giúp cho chúng ta nhìn bay bổng hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng che được cái khuyết điểm bắp tay cho chúng ta nữa. Ở phía dưới thì là phần chân váy chữ A, che được khuyết điểm bụng này. Ngoài ra thì nhìn cũng rất là công chúa và nữ tính. Nên mọi người thật nhanh tay nhá, để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình mẫu váy này nhá.